Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em nói thật sự ra mà nói là lúc lần đầu gặp bà xã thì một người phụ nữ duy nhất mà làm cho em bị cứng họng. Em chưa kịp làm gì hết mà đang ngồi qua cà phê tự nhiên bà xã hôn em cái chốc. Buổi tối vừa đi ngủ anh ôm con nói là Mi, người đàn ông của đời anh. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Nam Anh. Em sinh ra ở Sài Gòn, mình cũng lớn lên ở Sài Gòn mình luôn. Năm nay em 36 tuổi, công việc em làm về công nghệ thông tin. Mời bà xã Nam Anh. Em chào cô Hồng Vân, chào chú Thuận. Con tên là Hà My. Hiện tại con làm trưởng phòng đào tạo doanh nghiệp của một cái thương hiệu thẩm mỹ. Hôm nay con 32 tuổi. Tức là hai đứa không có làm một cái chung, nghề gì mà liên quan đến showbiz với nghệ thuật đó đúng không? Dạ không hề. Có ước mơ. Biết sao không? Mình vừa bước ra nhìn hai đứa và nhìn phong thái hai đứa, anh cứ tưởng là hai đứa là diễn viên hay là người mẫu gì không à? Không biết chị có thấy gì không? Chị thấy y vậy luôn á. Đúng không? Đó. Và bất ngờ là với một cái dáng như thế này, với một thông thái như thế này mà đó là làm nghề công nghệ thông tin. Dạ. Thì anh cũng rất là bất ngờ. Cái này là số phận đưa đẩy thôi à. Chứ hồi xưa là cũng có coi cô Hồng Vân đóng trong Nhà Ngoài Phố rất là mê. Chứ thật sự là hồi xưa là có ước mơ làm theo nghệ thuật. Nhưng mà nói chung là cuộc đời sống đẩy đưa rồi cuối cùng thành công nghệ thông tin. Vậy đó hả? Đẩy công nghệ thông tin. Thì em hay nói với bà xã em nói vui á là bà xã em cua em. Anh cũng nói vậy đó. Đúng rồi, đấy đó thật sự là giống như là một cái lý do của đàn ông mình giữ lại cái danh dự, một chút cái danh dự của mình thôi. Anh nói gì vậy? Không cần phải nói điều đó. Nhưng mà đâu tôi cũng nói vợ tôi cua tôi hết. Đúng rồi, em cũng nói vậy đó. Nhưng mà cái thật sự ra là bà xã em cua em thiệt. Cái gì? Kệ đi không sao. Nói chung á là bây giờ chị em phụ nữ mình là thế chủ động nó cũng có cái hay. Đúng không? Bây giờ là thời đại nữ quyền rồi cho nên cái việc chủ động trong mọi trường hợp nó không có cái gì mà mình phải chối cãi trơn á. Đó, nghe chưa em? Đúng không? Em vợ của anh nghe chưa? Đó, chị Vân đang đề cao tất cả các cô bạn gái, các cô vợ trong thời buổi ngày hôm nay. Chúng ta không có gì mà ngại ngùng khi mà chấp nhận một chuyện là ngày xưa chính các em là những người cua chúng tôi. Cái lần hẹn em nhớ là thứ hai, thứ ba gì đó, đang ngồi uống cà phê. Mà ở đâu? Tại sao hai đứa biết nhau? Dạ. Tại sao hai đứa biết nhau mà đó là do cái thực sự là do được làm mai. Em được chị em làm mai, còn bà xã em là được bạn làm mai. Là ở Sài Gòn hay là? Ở Sài Gòn, hai người gặp nhau ở Sài Gòn ở một quán cà phê cách đây 4 năm trước. 4 năm trước. Thì em nói thật sự ra mà nói là lần đầu gặp bà xã thì bà xã là một người trong những người không phải là những một người phụ nữ duy nhất mà làm cho em bị cứng họng. Bị đơ đó. Bị đơ. Đó. Nên đúng ra là hẹn hò với bà là em không biết nói gì nữa. Không biết phải làm gì. Không biết phải làm gì, sao? Không biết phải nói gì. Nó có hai lý do, một là do là mình bị đơ. Cái khúc này là con chưa biết luôn á cô. Hai là có thể là vì nhan sắc. Nó nhiều quá. Dạ không. Cái thần thứ nhất thái. Là cái thần thái, đúng là cái thần thái. Cái thần thái của bà xã em là khiến cho em không thể nào nói lên là giống như là mình bị cứng họng trước bà xã, mà trong khi đó là mình cũng thuộc dạng lúc đó mình cũng trải đời nhiều, ba mấy tuổi là cũng đã trải đời nhiều mà chưa bao giờ bị cái trường hợp mà bị một người phụ nữ mà làm cho mình không biết phải nói gì hết. Nhiều khi là phải đợi bà xã nói trước mình mới dám nói chứ không dám bắt chuyện. Thần thái một phần thế nên đoạn. Nhưng mà thế đấy là cái bây giờ cái điểm đấy mà em chưa kịp làm gì hết mà đang ngồi qua cà phê tự nhiên bà xã hôn em cái chóc. Là lần đầu tiên luôn. Cái gì mà anh kể tùm lum tà la. Giờ là giờ hỏi là bà xã cô em cô là lần đầu tiên luôn. Không, cái đó là lần hẹn thứ hai hay gì đấy. Trời, anh này anh kể giúp như là hả? Chính xác là như trailer vậy á chú. Có nghĩa là chỉ cho người xem thấy những gì mà người xem muốn thấy thôi. Tức là bây giờ là mình kể phần sau. Dạ, đầu tiên á thật sự á là tụi con gặp nhau á là một tháng á. Là đúng một tháng là anh cầu hôn con rồi. Mà tụi con gặp nhau là qua mai mối. Thì lúc đó là đầu tiên là con đi Singapore với bạn con đi đón giao thừa đầu năm. Cái xong rồi bạn đó là bạn thân.
thì cũng than quá, trời ơi, ế quá. Tại vì lúc đó cũng chia tay người yêu cũ là được một thời gian rồi. Thì than cho vui vậy thôi, mà ai ngờ vừa mới bay về nước xong cái ăn Tết xong qua Tết cái là gửi hình kêu hả đi gặp người này đi, làm mai người này người kia đó. Tại vì thấy anh thôi, con nghe kể rồi nha. Trời, tại vì thấy không có thấy ra ngoài cô gái, mà thấy tối ngày ở trong phòng rồi xong mày không có ra ngoài gặp bạn bè gặp ai thì sợ vậy đó. Cô hiểu không? Đúng không? Đó, là đó. Cái xong rồi mới đi ra gặp, thì lúc đó là đi ra gặp ở quán cà phê Highland ở ngay Phú Mỹ Hưng nè. Cô, cái bạn con thì gọi điện rồi nó, nè tôi nói bà nghe nè, bà có thể ăn bận đồ mà xấu hơn thường ngày một chút được không? Cái nói ủa người ta đi làm mai, ví dụ như đi gặp mặt như vậy là phải kêu bận đồ đẹp lên chứ tại sao lại kêu bận đồ xấu đi. Nói tại vì bà làm lố á, bà lúc mà ngày nào mà cũng lố hết, bà bớt lố đi được không? Giống như là bớt lại cho người ta đỡ ngộp được không? Là hôm đó là con thật sự là bận đồ rất là bình thường đúng rồi. Rất bận đồ gì? Bận một cái đầm bình thường, xong rồi thì lúc đó tóc con dài tới đây nè, rồi xong rồi con uống vậy thôi, con đâu có làm gì nữa đâu. Có sexy không? Không hề sexy. Không hề sexy. Bà xã em không có phải là theo mô hình sexy. Không có phải là style mà ấn tượng lần đầu con gặp ảnh là trời anh này cao quá. Thì chú đang trời cái gì mà cao quá vậy trời. Tại vì từ đó giờ với cái chiều cao của con á, con gặp rất là nhiều người rồi. Thì con thấy là đa phần ví dụ như là con cao 1m65 đi. Còn mà thói quen hàng ngày của con là con mang guốc 10 phân. Thì cộng lên nó sẽ là 1m75. Cho nên là đàn ông Việt Nam trung bình mà trên 1m7 thì đi tại là ngang ngang con không à. Con đi làm cũng gặp nhiều người đó, nhưng mà không có ai có chiều cao nổi trội mà mình mang guốc tất rồi. Mà đi ông này còn cao hơn mình một khúc nữa. Cao hơn mình nguyên cái đầu nữa. Trời cao quá. Còn bận đồ thì đầu tóc thì bù xù, xong rồi bận cái áo thun, xong rồi đi đôi dép lết. Trời, nói chung là tại vì con là một người gọi là con nghiện thời trang á, mà gặp ông này là giống như là anti thời trang. Đó cho nên là đó, ăn mặc rất là lôi thôi, đầu tóc thì vậy đó. Vậy là con cân cao 1m bao nhiêu? Dạ 85 mà hay ăn gian lên 86. Wow. Tại vì mang dép cũng 1cm vô đâu ra nó lên được tóc. Đi quốc rồi mà vẫn còn bị cao hơn 10 phân đúng không? Dạ. Nhưng mà nói gì thì nói là phút ban đầu là hai bạn đều có một ấn tượng đẹp. Dạ đúng. Kia. Đúng không? Phải thấy ấn tượng. Dạ, đúng. Thì cho nên là mới điếng, còn bên này thấy anh này cao ráo cao mình lần rõ ràng chắc chắn có đầu bù tóc rối đó, ấn tượng bên đây cũng không tốt hơn không mà có chiều không cao. Có tốt hơn chỉ có chiều cao, cao đó mà con gái thường thích cao lắm đó. Đúng rồi, con thích cao. Rồi cái lần hai thì không biết như thế nào, lần hai ổng có dọn dẹp lại không hay là ổng vẫn lôi thôi như vậy? Lần hai ổng đâu có dọn dẹp đâu, ổng lột xác luôn chú. Là sao đâu kể coi. Chị em chỉ đơn giản em mặc cái áo sơ mi với mặc quần tây thôi, còn trước đó là em mặc quần jean áo thun. Nhưng mà thực sự là do em đi theo cái phong cách tối giản là em không có mặc đồ style quá nhiều, không quá có logo là hoa văn gì nhiều. Đâm ra bà xã kêu em lôi thôi, tại vì bà xã em là theo cái phong cách đẹp, lộng lẫy. Còn em lại ngược lại là em tối giản. Em tối giản đến mức mà nhiều khi em cũng thấy hơi quá. Mới gặp ngày hôm sau luôn nha cô, mà anh đi hớt tóc. Đó, ảnh đi hớt tóc, ảnh vuốt treo lên. Rồi ảnh bận áo sơ mi mà đàn ông mà muốn bận một cái áo sơ mi như vậy đến gặp bạn gái lập tức phải bỏ thời gian ủi rồi đúng không? Đúng. Quần cũng ủi luôn. Đúng. Rồi xong rồi mang giày tây. Rồi xong rồi hả? Nước hoa nồng nàn. Rồi như vậy là phái đúng không? Dạ. Chính xác. Cái này chuyện không nổi. Con kết liền đúng không? Thật ra là vô hung đó. Thật trời không có đâu cô. Cô đừng phải nói lần hai không mà. Lần hai là phóng thử. Phải lần hai, không phải lần hai mà lần thứ N sau đó. Lần thứ ba, lần thứ hai, thứ ba trong cái khoảng thời gian đó ở gì lúc đó anh bị đơ. Nó tóm lại là lần hai chưa vô. Không phải lần hai đâu, anh nhớ lộn rồi đó. Em chỉ nhớ là đâu đấy là lần thứ hai hay lần thứ ba gì đấy. Là đang ngồi quán cà phê ngay ở Crescent Mall mình nè. Thì bà xã mình đang ngồi ngơ ngơ cái bà xã hôn mình cái chốc. Lần thứ là cái lần đó là lần tỏ tình. Thì lần tỏ tình là anh nhớ lộn rồi, chắc anh chăm con nhiều quá anh không nhớ lộn rồi. Cũng nhanh lắm, em nhớ là hai đứa biết nhau đúng 3 tuần. Và trong 3 tuần đó hình như gần như tuần nào em cũng tỏ tình cả. Và cả 3 lần tỏ tình đều thất bại. Vậy hả? Bà xã em khi mà tỏ tình bà xã em từ chối. Nói em nhớ là em cũng có set up đàng hoàng, là cũng có romantic dinner, là có mời đi ăn rồi set up đàng hoàng, rồi tặng hoa, rồi cũng có mọi thứ là làm không khí hết. Nhận một cái chữ không. Quá, lý do tại sao? Đó. Và đến lần thứ ba em mới biết được lý do tại sao. Thì là lần thứ ba là bà xã, em nghĩ đến lúc đó là lần
cũng tuần thứ ba rồi thì bà xã mới nói là em không có muốn kiếm bạn trai. Và đến cái giai đoạn này bà xã chỉ nói là nếu mà thấy được thì tiến tới luôn. Bà nói câu đó thôi thì mình... Anh chơi lớn với em. Tới tới luôn. Chơi lớn với em. Đúng rồi. À, giờ đó mà bạn trai chi nữa đúng không? Được thì là làm đám cưới luôn. Ủa, lúc chứ đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ... 29, 28, 29 gì đó. Vẫn còn trẻ chứ. Gần 29 thì sao đó. Không, cái tuổi đó là phải lấy rồi. Có nghĩa là nghiêm túc là được là tới là tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Thì bà xã nói như thế là... Bà xã là bỏ luôn giai đoạn bạn trai, được là tới luôn. Đã lên lên thường ba, thứ ba là em biết là... Rồi, rất muốn biết cái cảm giác của nam anh khi mà bà xã bà nói câu đó ra. Thì cảm giác của bạn như thế nào? Ngạc nhiên. Em cũng nói là chưa bao giờ em gặp một cái trường hợp như vậy. Thật sự là cả đời mình không nghĩ là mình sẽ gặp một cái trường hợp như vậy. Và nó cũng có một cái cảm giác mà nó khá là lâng lâng trong lòng, là bởi vì mình kiếm được một cái người mà giống như là có trùng với suy nghĩ với mình luôn. Tại em cũng ở một cái giai đoạn em cũng đã trưởng thành, cũng đã khá trải nghiệm quá nhiều về tình yêu. Nên em cảm thấy mình cũng quá mệt với cái chuyện mà mệt đi tìm hiểu rồi bắt đầu lại yêu đương rồi lại cãi nhau rồi lại bất đồng rồi dẫn đến lại không giải quyết được rồi lại chia tay. Ủa, thì... nhưng mà với một cái người như Nam Anh như vậy nè, đẹp trai nè, cao lớn như vậy, mắc mớ gì mà phải gọi là quen bạn gái bằng cách là giới thiệu ta? Tại sao lúc đó là Nam Anh lại không có bộ? Dạ em chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai cao lớn. Có cao mà, 1m80 mấy mà không cao là sao? Em không biết, như đó là cái mặc cảm của em từ nhỏ lớn, em cảm thấy mình không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng mà lúc mà gặp mà vợ là lúc ấy 30 mấy đúng không? Dạ vâng. À, thật ra như vậy nè, tại vì sau này con mới biết thôi, anh kể thì sau này con mới biết là anh yêu ai cũng nghiêm túc á, tính theo năm mà yêu thời gian rất là lâu luôn á. Còn giống như con là con yêu là con nói chung là sao ta? Con biết sao, tức là đôi khi á, chỉ vì một cái hành động nhỏ thôi mà con tụt mút rồi con cảm thấy con muốn tiếp tục mối quan hệ đó luôn á. Chắc con hơi cà chớn kiểu vậy. Cũng biết sao cái tính con vậy nữa. Cái, mà nhờ cái lần thứ nhất á, ảnh tỏ tình, ảnh tặng con cái gì, rồi ảnh nói cái câu làm sao? À, thật ra thì á, là ảnh sau cái lần mà gặp nhau mà làm mai đó, thì sau đó 1 tháng 30 ngày là ngày nào ảnh cũng gặp con hết, là ảnh ở đứng nhà con từ 8 giờ sáng cho đến chiều ảnh chở con về, là sáng ảnh dậy chạy qua, ảnh chở con đi làm, mua đồ ăn sáng, trưa chiều ảnh đón con, ảnh chở con đi ăn, ảnh đưa con về nhà. Nói chung con không có một cái ngày nào mà con gọi là có một cái thời gian rảnh luôn á. Rồi cô có ai cô ai, đó cô thấy không? Mà cô muốn biết cái lần tỏ tình đầu tiên đó. Lần tỏ tình đầu tiên á. Anh nói câu gì mà con từ chối thẳng thừng? Thì anh hỏi là bạn gái của anh nha. Thì con mới nói giờ thời điểm này chưa phù hợp. Đó là lần thứ nhất, là một lần nhói tim rồi đó. Lần lì thứ hai là anh vẫn có hỏi con là làm bạn gái của anh không. Thế con mới nói rằng là anh nói gì ta, lần thứ hai con mới nói là hình như là cái lúc đó là con cũng từ chối không, nhưng mà anh không có biết lý do. Xong rồi tối về anh gọi cho con thì con mới nói là bây giờ, nếu mà con mới nhắn hay nói gì đó, con mới nói bây giờ anh chịu làm người đàn ông trong bóng tối của em không. Có nghĩa là anh ở bên cạnh em, anh làm người yêu của em, nhưng mà không có ai biết sự tồn tại của anh đó, thì anh chịu được không? Thật ra lúc đó là con muốn test cái anh này. Nếu mà cái người đàn ông đó mà ok chịu cái điều đó, có nghĩa là anh này không có phải là người đàn ông, không phải là một mối quan hệ bình thường. Đúng rồi, anh này không phải kiểu là đàn ông, có nghĩa là chấp nhận mình không có lại gì của người, cái người phụ nữ hết, chỉ là người trong bóng tối vậy thôi đó. Đi chơi cho vui thôi, sóc, không cần công khai đó, kiểu vậy đó. Đúng rồi, thì nếu mà anh đồng ý con cũng không chịu nữa. Rồi nhưng mà bữa đó anh nói sao? Thì sau rồi. Đó thì anh cũng không đồng ý luôn. Thì con nói không đồng ý cho nên con mới tiếp tục gặp tiếp. Rồi xong rồi đến lần thứ ba đó, lần này anh cũng set up này nọ, đi ăn tối nha, tặng hoa các kiểu. Đến lần thứ ba anh hỏi là có làm anh vẫn tiếp tục là anh không muốn làm người đàn ông bóng tối, nhưng mà làm bạn gái anh không, muốn chịu làm bạn gái anh không. Thì lúc đó con mới trả lời là em nói thiệt, bây giờ em không có muốn ai trong cái danh sách của em mà làm như là bạn trai của My, làm người yêu của My, làm chồng sắp cưới của My nữa. Em quá mệt mỏi cái danh sách này rồi. Đó thì em nói em không cần người yêu, chỉ cần chồng thôi. Cái xong đó con cũng về nhà, cũng bình thường. Đến cầu hôn thì con cũng ok, con nhận lời. Con cũng lên, con cũng ngoài chú đang muốn đi ngủ mình. Là lần thứ tư nó có hoành tráng không? Hoành tráng. Không hề hoành tráng luôn. Lúc đó là coi như là một cái hành động bộc phát luôn. Như thế nào?
là em bữa đấy em chở mà bà xã em về đi chơi, cũng đi chơi đi ăn đi uống, xong rồi chở đến trước cửa nhà đứng ngay dưới cây đèn đường cầu không luôn. Có quỳ xuống không? Dạ có. Thế nhưng mà lúc nào thì hai gia đình gặp nhau sau cái cầu hôn đó? Dạ thì đầu tiên là ảnh cầu hôn con á, thì con cũng hả anh chị vui đó, nhưng mà con cũng không có, con là một người rất là thực tế thật sự luôn, chắc có thể là con trải qua nhiều thứ quá, cho nên là khi mà con nghe cái điều cầu hôn đó trong cái lúc vui mình đang hạnh phúc đó thì con cũng nghĩ là ok, tại vì con nhận được quá nhiều lời cầu hôn rồi. Đó thì mà sau đó thì ảnh dẫn mẹ ảnh qua nhà hỏi cưới con thiệt. Anh dẫn mẹ anh cầu hôn đó, đúng rồi, anh dẫn mẹ anh qua nhà nói chuyện với ba mẹ con, bàn tính chuyện tương lai hai đứa rồi mọi thứ, cầu hôn. Còn khi mà mẹ anh qua nhà con á thì hả, không, anh qua nhà em trước đúng không? Anh qua nhà con trước một buổi trước khi mà dẫn mẹ anh qua. Thì lúc mà anh qua nhà con á thì mẹ con cứ nói là nó tệ vậy nè, nó đủ thứ như vậy nè, con có tìm hiểu kỹ chưa mà con qua hỏi cưới nó rồi tùm lum ta lắm. Của con là dân chơi hệ tâm linh, còn ba của con là dân chơi hệ tâm lý. Có nghĩa là mẹ của con ngày nào sáng ra bước cửa ra đi làm là hả, ta nói cho mày biết nha, tao tuy co bói rồi đó, mày mà không lấy chồng mà trước cái ngưỡng 30, lúc 29 tuổi rồi mày còn không ai mà cho deadline, sếp con cũng không cho deadline mà gắt như vậy luôn á. Còn mấy bao nhiêu chưa được năm nữa là 30 tuổi rồi, mày mà không lấy chồng trước tuổi 30 á, tao coi là mày không lấy trước 30 là mày khổ nha con. Ba con là người chơi hệ tâm lý. Ngồi xuống đây thì ba nói chuyện, bố ngồi ở đây bố nói chuyện với con, bố nói cho con biết cái điều này. Mẹ của con á, vợ của bố chỉ có đủ sức khỏe để lo cho một mình bố thôi, không có đủ sức khỏe để lo thêm cho con nữa. Cho nên là con muốn ai lo cho con phải tìm cái người khác chăm lo cho mình, chứ vợ của bố bây giờ là không còn đủ sức khỏe mọi thứ mà để phải lo cho con nữa. Hay quá, tâm lý. Ngày nào cũng nhai vô đầu vậy đó. Xong rồi mỗi một buổi sáng ra cứ sáng ra bận đồ đẹp tung tăng rồi đến công ty là bắt đầu hả. Hồi sáng ba với bố với mẹ đi tập thể dục. Bố nói với mẹ là đến năm 30 tuổi là bố đổi ổ, con ra khỏi nhà rồi bố đổi ổ khóa. Trời ơi, xong rồi hả, ngày nào cũng như vậy đó. Vậy mà người ta tới cầu hôn thì nói xấu người ta quá trời. Xong rồi đến cầu hôn thì nói xấu quá trời. Nói xấu xong chưa đủ đâu, ảnh về rồi xong rồi mẹ con còn vô nói, tao lo cho nó quá à. Có khi nào vài bữa mày bỏ nó không? Lúc mà đến khi mà đi làm giấy đăng ký kết hôn á, con là không có ai làm cái giấy đăng ký kết hôn mà gian nan như con luôn á. Mẹ con với con đi lên phường, lên quận gì đó làm tổng cộng là 11 lần mới xong cái giấy đăng ký kết hôn. Trời ơi, không ai mà nó cưới mà gian nan vậy luôn. Còn ba của con thì không có giấy đăng ký kết hôn thì ba sẽ không có đến tiệc cưới đâu nha con. Tức là phải đăng ký kết hôn trước. Dạ, đúng, rồi. Đúng rồi, tại vì ảnh quốc tịch, lúc mà đăng ký kết hôn mới lòi ra ảnh quốc tịch Mỹ. Mà cái gì mà cứ tên mà dạ, mà cái gì mà đổi tên qua nam anh nam cái gì trong cái giấy passport đó, nói chung là có bị một cái đó thôi, cái tên thôi đó mà phải đổi lên đổi xuống tới lui hoài đó. 11 tổng cộng là 11 lần luôn á chú. Mẹ con á rất là thích anh nha. Mẹ con rất là thích, rất không, nào cũng bên anh Nam Anh. Khi mà đã kể ra những cái tật xấu của con rồi mà được một cái chàng trai này chấp nhận hết thì dĩ nhiên phải có cảm tình với chàng trai này rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó mà khi nghe những cái tật xấu của bạn gái mình á, là lúc đó cái đâu đâu có phải bạn gái đâu. Chưa bao giờ là bạn gái. Con chưa bao giờ nhận làm người yêu hết mà. Chưa bao giờ. Cái lúc mà nghe mẹ vợ tương lai kể xấu về con gái của mẹ đó thì lúc đó cái tâm lý của Nam Anh sao? Bình thường, có tin không? Có tin cái lời đó là đúng không? Có, nhưng mà hoàn toàn bình thường. Bình thường, tại vì mình đã yêu rồi là mình phải chấp nhận nó, đúng không? Dạ, cũng đúng cái trường hợp như vậy. Hai đứa lấy nhau mấy năm rồi? Dạ, được 4 năm rồi. 4 năm rồi, mấy em đứa? Mấy em bé? Dạ, một đứa. Một đứa hả? Là nam, trai, gái? Trai ạ. Mấy trai? Mấy tuổi? Dạ, hơn 2 tuổi. Wow, vậy là hai đứa là lấy nhau trước dịch 2018. Lúc đó là bình yên mà. Đang ở cái tuổi mà đáng yêu lắm. Thôi bây giờ nếu mà có thật xấu thì khui ra hết đi. Nhiều lắm. Ai trước đây? Chắc anh mong chờ lắm. Anh mắc nói luôn đi. Trời ơi. Ra ngoài là rất là ít nói, giống như hồi đó anh cua con á, anh không có nói gì luôn á chú. Con tưởng là anh cái gì anh cũng chịu thôi, ý con không bao giờ nói năng gì luôn á. Xong bây giờ về nhà là giống như là một con người hoàn toàn khác, như cảm giác mình bị lừa á chú. Rồi anh nói chuyện mà giống như chú cảm tượng, có thể tưởng tượng được, giống như là cái cách anh nói chuyện á là nói nhiều tới mức độ giống như là tiếng karaoke nhà hàng xóm trong truyền thuyết vậy đó. Còn con là về nhà là không nói gì luôn á, đến nỗi con nói với ảnh là chắc người ta đi ngang qua nhà mình ta tưởng vợ anh bị câm á, lấy người vợ bị câm, tại người ta nghe tiếng Anh, tao bao giờ nghe tiếng vợ anh á. Rồi một tật nè, một tật xấu nè. Có nóng tính không? Ảnh là một người rất là nóng tính luôn á.
Rất nóng tính luôn hả? Rất nóng tính. Cho bởi cưới mới lòi ra. Cho một ví dụ cụ thể về cái nóng tính coi. Con thấy cái gì anh cũng nóng được á. Nó cũng đập mà chắc anh đập ít hơn con. Trời ơi, tự khai mình luôn nè. Ủa chưa mà, chưa tới phần của con. Không phải, tại tự nhiên bây giờ mình nói tao đập dữ quá. Cái lát hồi thấy nghĩ lại mình đập nhiều hơn cũng kỳ. Không. Cũng thiên bình á, cho nên là lúc anh dễ thương thì rất là dễ thương, mà lúc thấy ghét thì rất là thấy ghét luôn. Thật sự rất là thấy ghét vậy lắm. Đó, thì đó có cái tật đó. Với cái tật thứ ba là mệt. Cái tật mà khiến con giống như là rất là mệt mỏi luôn. Đó là cái tật mà mua đồ cho anh rất là khó khăn. Muốn mua cho anh cái gì rất là khó khăn. Con là mua hệ sĩ. Có nghĩa là ví dụ nhìn hai đôi giày đó mà con không biết nên mua cái đôi nào, hai đôi thì con thôi đang lấy luôn cả hai. Ví dụ nhìn cái dãy áo đó mà nó có nhiều màu mà con không biết nên mua màu nào là con mua luôn. Tất cả các màu. Đó, cái xong con mua cho anh, cái lần đó con mua cho anh đôi dép mà con mua thấy hai đôi nào cũng đẹp hết. Mỗi đôi một phong cách, cái con lấy về cả hai. Con mang giờ trời ơi. Mua có hai đôi dép thôi mà bị càm ràm một năm trời chưa xong, từ năm này qua tới năm khác làm luôn. Nó hoài đúng không? Anh lôi không, ra, cứ không, lâu không. Lâu lôi ra nhai lại, lâu lâu lôi ra nhai lại chú. Trời ơi, nhai còn hơn mẹ con nữa. Là la con tại sao mua hai đôi á, phải không? Xấu hay là do là mắc tiền? Không, con thì lôi chắc không xấu rồi đó. Chắc này tự tin luôn á mà hả anh... phí phạm đó, đúng phí phạm, không? Lãng phí, anh không có nhu cầu gì hết. Anh không có cần mấy cái này, em làm âm đừng mua gì cho anh hết á. Con nè, tối giản mà. Dạ, tối giản, em bị cái tật, gọi là một cái tật rất là kỳ cục là em keo kiệt với bản thân. Nhưng mà không có keo kiệt với người nhà. Bà xã là mẹ hay là con cái cần cái gì mà cảm thấy đúng nhu cầu hay là cần chi bao nhiêu cũng sẵn sàng chi. Nhưng mà đối với bản thân thì mình keo lắm. Không biết bị cái bị tật gì đó á. Mình bị gì bị cái tật đó, bởi vì khi mà thấy bà xã mua mình cảm thấy phí phạm, mà trong khi đó mình vẫn còn một đôi dép đang mang được bình thường, tại sao lại lấy hai đôi dép để làm cái gì? Trời ơi, mang tới đứt thì thôi, bận tới rách thì thôi. Trời ơi, con tặng quà cho ảnh mà con bị đó, giống như bị trời rất rối loạn thần kinh luôn á chú. Suy nghĩ bị áp lực á. Từ khi mà con gặp ảnh con nghĩ là chắc con có cái nghiệp gì với chị, cái chị mua sắm nè. Ngày xưa con ở nhà con mua sắm cũng cực lắm luôn. Hồi nhà ở với mẹ con á, con mua sắm mà con về nhà con phải lén lút lút đi vô, xong con lật tấm nệm lên, con xếp quần áo dưới, xong con đè tấm nệm xuống để cho mẹ con không biết. Còn con giờ lấy chồng y chang luôn. Con mua cho con thì không sao, còn con mua cho ảnh là cái gì mà của ảnh là con mua gì cũng phải lén lút lút, rồi cắt mạc rồi rột giá ra. Có lần con mua xong rồi con phải mang qua gửi cho mẹ ảnh, rồi mẹ ảnh qua đưa cho ảnh là tao mua cho mày đó, thì đó rẻ lắm không có nhiều đâu, cho nên là ảnh mới nhận. Mà cái đó là con mua. Mỗi lần mua xong phải giấu lên, giống như ảnh phải giấu vô chổng này, giống như đó đồ có sẵn chổng từ rất là lâu rồi á. Anh mua á. Đúng rồi, anh mua, anh cái của anh mà anh không nhớ đó, mà con áp lực tinh thần kinh khủng. Cô hiểu là mua đồ á, nó không mua mang về nhà giấu rồi, nó đã cực tinh bề mặt tinh thần rồi, bị áp lực rồi. Cái khúc đi mua nó còn áp lực ác nữa. Tại vì mình mua lén thì mình mua phải cái kiểu là làm sao cho người ta vừa bận vừa số đo, bận vừa này nọ, mà về đến nhà người ta bận là giống như là nó giống với những cái đồ mà ta đã có sẵn, từ màu sắc cho đến kiểu dáng. Mà lẽ là không phải không có được mắc tiền quá. Ổng mà biết cái nó mắc tiền đi nha là trời ơi, nó hoài luôn. Bây giờ tới năm anh nè. Có tật xấu. Dạ thì đây cũng là quay về cái chuyện chi tiêu. Thì đây là một trong những cái vấn đề là thí dụ trong một ngày em nhớ là hôm bữa đấy là cái ngày em đang ngồi em đứng tập trung rửa chén, rất là tập trung tại vì chén rất là nhiều. Thì đang rửa chén thì thấy bà xã là tung tăng chạy ra. Bà xã nói anh ơi, hôm tháng này em để dành được nửa tháng lương. Hí hửng lắm. Thì em cũng quay qua nói ủa em hôm nay mới ngày 14 mà. Tức là chưa đến hết tháng. Mới nửa tháng mà em đã được nửa tháng lương. Cái em nói xong cái mặt bà đỏ lè, mà không nói gì bây giờ màu đóng cửa lại. Hay quên, nhưng mà hay quên, rất là hay quên, nhưng mà lại không bao giờ quên những cái chuyện mà ví dụ như là làm mặt, là sức kem, hay là những cái chuyện mà chăm sóc bản thân là không bao giờ quên. Nhưng mà những chuyện trong gia đình á thì lại hay quên. Quên một cách hồn nhiên, quên một cách vô tư lắm. Có nghĩa là bà xã là bình thường là không có ghen đâu, nhưng mà tự nhiên đang nói chuyện một vấn đề gì đó mà liên quan hay là bà xã sẽ là ảnh nghĩ là con ghen thôi, là giống như ảnh nói đó, là con phải là người hay ghen, nhưng mà con hay cà khịa mà cà khịa hoài á, cà khịa. Ủa, nhưng mà nhắc lại cái chuyện đó nó có khiến cho cái cục diện á nó thay đổi và nó nặng nề không, nó trầm động không? Đúng không là thật bình... như này nè, nhắc lại, nhưng mà nhắc lại để vui thôi, cà khịa để vui thôi, nhưng mà có những cái vụ cà khịa nó dẫn đến cái chuyện gọi là mâu thuẫn á. Dạ đúng. Thì cà khịa một hai lần đầu thì nó vui, nhưng mà cà khịa đến lần thứ 10 nữa, thứ 20 là bắt đầu cảm thấy mệt rồi. Mà cà khịa mà cái vấn đề mà nhiều khi mình cái chuyện nó đang bình thường mà cà khịa cái hồi nó quạo luôn á. Okay. Rồi, giờ hai đứa tự nói với nhau một điều gì đó đi. Đó, ok.
Nói gì vậy? Yêu anh không? Đúng, càng yêu anh. Em mà yêu anh thì em phải yêu cha mẹ của anh. Và không có cha mẹ anh thì sao mà có anh để dành cho em được. Nghe. Mi có muốn nói gì không? Hai đứa nói gì với nhau đi. Cô nói thiệt, để với ông cái này nó là một cái lưu lại, một cái kỷ niệm rất là đẹp. Sau này á, con của tụi con lớn lên, đúng không? À, nhiều khi nó cứng đầu, nó không có nghe lời mình. Ví dụ vậy, con chỉ cần bật cái đoạn này ra cho tụi nó thấy là đó, ngày trước cũng có lúc mẹ cứng đầu như con vậy đó. Nhưng mà tại sao mà ba mẹ ở được tới bây giờ là bởi vì mẹ biết thay đổi. Ví dụ vậy. Cảm ơn anh luôn chăm sóc mẹ con em. Mình không nói gì vợ mình đâu, mình không nói thì mình hành động đi. Rồi. Hai đứa bà cứ mỗi lần bà giận, nói bà giận á thì cứ ôm bà đi là bà vui, mà ôm bà cái bà đẩy ra, rồi cái ôm cái đẩy ra, rồi cái không ấy thì mình đi ra ngoài, mình đi dạo. Đi dạo đã rồi cái điện thoại nhắn tin, nhắn mà không thấy nhắn lại thì biết bà còn giận thì không nhắn nữa. Thì khi nào cũng hai ngày, bà cũng nào cũng phải hai ngày á, cái chuẩn rồi. Em ghen để em dằn mặt là phải biết là tôi ghen vậy đó, đừng có mà lén phén. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, xin mời. Rồi, bây giờ chào đón hai bạn đến với chương trình. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chú Quốc Thận và cô Hồng Vân. Con tên là Trung Kiên, 37 tuổi. Con trước làm ngân hàng, giờ làm qua Medline. Ông Trung Kiên, ông nhỏ hơn tôi có mấy tuổi thôi đó, ông kêu bằng chú. Nó hùng kêu anh luôn đó. Kêu anh đi. Kêu anh chị luôn đi. Dạ, kêu anh chị luôn. Ừ, thôi giờ tới vợ Trung Kiên. Em chào anh Thuận, em chào chị Vân. Thì em là Lê Thị Nguyên Ánh, em năm nay 35 tuổi. Trước đây thì em làm bên Samsung. Còn bây giờ thì em làm cũng là làm tư vấn tài chính của Manulife ạ. Ồ, hai chồng là bảo hiểm hết. Dạ, dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà là hai chồng là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Dạ hiện thì hai đứa em đang ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. À rồi. Rồi cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau đó? Hồi xưa là con có đi với cái nhóm tình nguyện của anh Toàn. Thì là gặp vợ. Gặp vợ cũng đi cũng đi làm việc đó luôn. Rồi gặp nhau rồi ấn tượng gì về anh Kiên không? Dạ con thì hồi đó là năm nhất đại học. Con vừa vô đại học thì kiểu như sinh viên muốn đi tình nguyện. Thì đến khi mà xong hết đoàn thì bọn con mới ngồi lại với nhau. Con mới gặp ổng. Thì tự nhiên ông không, con vừa gặp xong cái con có một cái ấn tượng gì đó. Không biết chắc là con có duyên được kiếp trước sao á. Con vừa nhìn là con trong đầu con kêu là tôi sẽ cua ông này. Vậy hả? Dạ. Như ông sẽ là chồng của tôi. Dạ thì đúng rồi. Không thể tránh khỏi tôi đâu. Còn bên đây cưng có cái cảm giác đó với bạn này không? Dạ không. Dạ không. Chắc là cảm giác ngược lại. Dạ. Nhìn cô này là không hề ấn tượng một cái gì cả. Dạ không. Đen không? Đen không? Dạ đen. Hồi xưa đen, không nói bọc mấy trong đám. Nói chung là giả bộ hiền. Nhưng mà Kiên lúc đó là cũng chưa có thích cô này luôn á. Dạ 4 năm mới chịu thích con, là con cua 4 năm mới thích con. Wow, dữ vậy hả? Mà bọn con bởi vì khi đó đã quen nhau rồi á, và cùng nhau hoạt động ở trong SV07 á, thì hai đứa con sẽ đi với nhau nhiều hơn. Và có những cái tính của ổng khiến cho con thích hơn. Khi mà bắt đầu mà con thích rồi á, là con quyết định là chinh phục. Con sẽ nhắn tin, hồi đó con kiểu như không có kêu anh em gì đâu. Con kêu đại ca với đệ tử thôi. Ổng là đại ca, con là đệ tử. Thì con nhắn tin là đại ca thích đệ tử chưa? Đại ca thích đệ tử chưa? Thì ổng cứ xin lỗi vậy đó. Mà con nhắn miết tới 4 năm trời. Kiên ơi, tại sao Kiên lại từ chối tới tình cảm của cô ấy mà trong 4 năm lận? Có phải là trong lúc đó là Kiên đã có bạn gái hay không? Hay là có cái điều gì đó nó cản trở? Dạ không có gì hết. Lúc đó chưa có cảm tình gì mà cứ nhắn tin thì mình phải từ từ chứ. Chứ đâu có đồng ý được. Từ từ cho tới 4 năm lận không? Nhưng mà bây giờ nè, lý do gì mà sau 4 năm thì lại chịu bằng này? Thì phụ nữ tấn công qua cái đường tình cảm được thì tấn công qua cái đường ăn uống. Dạ, cứ nấu miết. Rồi, nhưng mà nấu ngon không? Dạ, ngon dần. Ngon dần, dạ. Ngon dần, ngon dần. Có lúc nào nản không? Dạ có chứ. Có thật ra là cũng có, không thể nào không nản được. Có nghĩa là một năm đầu thì em còn cà rỡn, em còn nhắn tin là đại ca thích đệ tử chưa. Dù nhận bao nhiêu lời từ chối thì em cũng nhắn tin. Nhưng mà tới năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 là bắt đầu em nản rồi. Em cảm thấy thôi, cái bữa đó là em cũng gọi là nhắn tin lần cuối. Còn nếu không được nữa thì thôi mình là tự nói với mình. Dạ, tự nói với mình, có nghĩa là
Có nghĩa là lúc đó em muốn bật đèn xanh cho một người khác. Có nghĩa là vẫn có người thích mình, nhưng mà mình lại cứ thích ổng. Lần đó là em cũng nản rồi. Cái sau em nhắn tin là bây giờ đại ca đã thích đệ tử chưa? Thì tự nhiên ông kêu có. Rồi dạ thôi, đồng ý. Ủa gì đó hả Kiên? Dạ. Tại sao đến cái lần đó thì em mới nhắn cái tin là có? Có phải là biết bạn này là có một người theo đuổi không? Cho nên tiếc. Dạ, nói chung là mình cái gì mình quen thuộc rồi. Khi mà nó thiếu thiếu thì mình thấy nó vắng. Thế mà dạ, lúc đó cái tình cảm của em dành cho bạn này là bao nhiêu phần trăm rồi? Nói chung cũng chắc cỡ 30%, 30-40% mình chưa có nhiều đâu. Chính thức bao lâu thì hai đứa thực sự yêu nhau? Con người ổng... không có lãng mạn. Là không có lãng mạn lắm đâu rồi. Có nghĩa là con coi chuyện ngôn tình, con coi phim tình cảm, con coi mọi thứ. Con nghĩ là yêu nhau là phải nắm tay rồi phải có hôn nhau là gì á. Ổng nhắc lắm, toàn bộ là con chủ động không à. Nhưng mà lần đầu tiên mà em bị một người phụ nữ hôn mình á, lúc đó em thấy làm sao? Dạ, đúng, trước giờ chưa hôn ai hết. Thì nó hôn nó cũng lạ lạ, nói chung là hôn nó hơi ghê ghê. Tức là Kiên là, tức là Kiên là cho tới lúc đó là còn zin nữa đúng không? Dạ, còn zin. Bụi phấn á, còn bụi phấn á. Đến lần thứ mấy em mới chủ động nói chị nghe coi. Dạ, chắc gần cưới mới nhiều á. Còn cái gần kia cũng ít. Nói chung là cứ hôn má là nhiều, hôn môi ít. Em thích ông này đơn giản vì ổng có hai cái tính mà em thích. Một á là không rượu chè, cũng không có cờ bạc gì hết. Xong rồi thứ hai nữa là bọn em đi tình nguyện với nhau á. Thì ví dụ như đi tới viện dưỡng lão á, bọn em sẽ nấu cơm, có nghĩa là mua thêm phần cơm cho mọi người, mua thêm đồ ăn á. Thì bọn em nấu cơm ở viện dưỡng lão xong thì á, trong lúc mà xong rồi bắt đầu mọi người bắt đầu thư giãn, có nghĩa là xong rồi nào thì ổng lại vô đấm bóp rồi bóp vai trò chuyện với mấy cụ ở trong đó. Thì em lại nghĩ là người này là kiểu như là đúng rồi, dù không phải là mẹ của mình nhưng vẫn có thể chăm sóc như vậy thì có nghĩa là sau này ông này sẽ chăm sóc cho mẹ mình được dù đó không phải là mẹ ổng. Rồi như là bọn em sẽ đi xuống trung tâm khiếm thị Tây Ninh thì mấy bé chứ chỉ cần thấy ổng kể là chạy tới. Rồi ổng cũng chịu bày trò lắm, là em càng thích ổng nữa, là làm nhiều làm đồ rồi chơi với mấy bé. Cái em mới kêu chứ là vậy là sau này sẽ chăm con tốt. Thì ổng hội tụ những cái em thích. Cho nên dù bị từ chối như thế nào trong em... 4 năm đó em coi như là em cứ tới luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Rồi thôi bây giờ là hai bạn là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ 9 năm rồi. Dạ 9 năm. Wow, dạ. Mấy đứa con rồi? Dạ 2 ạ. 2 đứa. Dạ. Vậy là chắc là không còn nhớ tật xấu của nhau đâu ha. Dạ. Chắc có chứ. Cho nói trước đi. Rồi khui ra rồi về nó có quýnh không? Chỉ giận là không nói chuyện thôi. Hay giận lắm. Buồn giận, vui giận. Mà không buồn, không vui cũng giận vậy đó. Giận như vui vui vậy đó. Giận ghiền vậy đó hả? Giận em ghiền luôn rồi nhà. Nó nghĩa giận là cái cấp độ luôn á. Có nghĩa là từ 9 năm trước, lúc mới cưới cho tới bây giờ là vẫn vậy đó hả? Dạ, 9 năm trước không dám giận. Tức là cưới xong mới lòi ra cái tật giận. Còn trước cái lúc cưới là không có dám giận tại đăng cua người ta. Đăng cua, với lại đang tại dưới. Bây giờ bắt đầu mới là dồn nén, tại vì em nén nó 4 năm. Em bắt nó đeo đuổi em, thành ra bây giờ về nó dạ, dạ, đúng rồi. Lại. Dạ đúng rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là giận vô cớ nhưng mà giận dai không? Giận mắc ghiền. Giận ghiền á, giận dạng giận ghiền á chứ không phải. Một lần giận là bao lâu? Dạ giận em để cho giận 1-2 ngày à. Không có nhiều. Dạ. Mỗi lần mà bà giận thì làm gì để bà hết giận? Thì bà nói là bà cứ mỗi lần bà giận, nói bà giận thì cứ ôm bà đi là bà vui, mà ôm bà cái bà đẩy ra, rồi cái ôm cái đẩy ra, rồi cái không ấy thì mình đi ra ngoài, mình đi dạo. Đi dạo đã rồi cái điện thoại nhắn tin, nhắn mà không thấy nhắn lại thì biết bà còn giận thì không nhắn nữa. Thì khi nào cũng 2 ngày, bà cũng nào cũng có 2 ngày cái chuẩn rồi. Chúng ta là 48 tiếng. Dạ. Ủa nhưng mà tại sao lại có cái chuẩn 48 tiếng? Lại chịu không nổi hay sao? Em mỗi lần giận thì mỗi lần ông ôm cái là hết giận rồi. Nhưng mà thích giận cho đã cái nư, do ngày xưa cua cực quá nên bây giờ quá, bây giờ không nổi luôn. Đó hay quá. Trời ơi đó, hay quá. Giữ tôi mà. Ngoài cái giận vô cớ ra thì còn cái gì nữa không? Dạ thì bà cũng hay mua đồ nhưng mà ấy là mình không thích. Mua sắm cho ai? Dạ mua sắm, nói chung là bà thì không mua sắm cho bà. Mà bà mua sắm cho em không à. Với con cái đồ bà mua là bà mua một lần là chắc cũng 3-4 món vậy đó. Dạ. Thích là mua. Rồi, quá dữ. Có ghen không? Ghen chùm. Ghen chùm. Chùm dạ. Ghen luôn. Trời dạ. Ơi, chổng hiền gì mà còn ghen hả? Tại hồi xưa tính em nó cũng thoải mái thì ai cũng gần được. Thì bà thích ghen vậy đó. Trong quá trình quen chắc bà cũng đấu tranh nhiều á, bà tấn công dữ lắm, mấy người kia thấy là rút lui hết. Đây là em ghen thiệt hay là em ghen làm gia vị? Em ghen làm gia vị thì đúng không? Bởi vì bây giờ cái gu bà này ghen chuyện gì với chị một, bởi vậy ghen gia vị cho dạ, cuộc sống nó nhiều màu sắc. Dạ không, em ghen để em dằn mặt là phải biết là tôi ghen vậy đó, đừng có mà lén phén.
tức là ghen là cũng quy vô cái giận đó. Bởi vì nói em là 9 năm á, là giận hết 9 năm rồi đó. Rồi bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Chúng mình lo chồng con bớt lại đi, mà lo cho bản thân nhiều hơn một xíu đi. Mong điều đó đó. Thôi đừng đà lớn tới đi, ổng có tật xấu gì, nói luôn. Ổng biết ghen. Trời ơi, không ghen luôn hả? Em với nó là ba, hôm nay em đi với người này nha. Dù ổng biết là người đó là trước đây em á cũng có cảm tình vậy đó. Vậy thôi. Không ghen. Không có thể là do anh Kiên á là quá tin tưởng vợ. Dạ, sức đầu ghen, mình sức mình lo cho con cái, cho gia đình nó còn hay hơn chứ ghen chi. Không đủ sức khỏe để ghen. Không, một phần nữa là khi mà mình sống với người bạn đời của mình á, mà mình thấy an tâm mà mình tin tưởng, có một cái niềm tin á, thì thật sự nó không bao giờ có chữ ghen xuất hiện. Dạ. Mình nói rồi. Gì còn nữa? Cái gì? Mới lại không biết nhậu. Ngày xưa thì con đúng là không biết nhậu. Nhưng mà lâu lâu cứ như là giao thừa hay là gì đó thì rủ chồng nhậu. Thôi, uống trà sữa đi. Thôi đừng ước nhậu rồi mắc ghi. Nhậu nghiện bị ra. Nhậu vui vui cũng được. Không có đâu, không có vui đâu. Cái đó là cái chất gây nghiện mà không bao giờ có cái chuyện mà nhậu vui đâu. Uống được rồi sẽ uống tiếp, uống tiếp, uống tiếp mệt. Thôi bỏ đi, bỏ đi, coi như chưa nói gì đi. Không nghiện đó, giờ là ổng quá hiền. Vậy bây giờ con mong muốn ông thay đổi gì không? Con muốn ông ghen chút đỉnh hơn cho có gia vị đó. Thì con cũng muốn ghen chút đỉnh á. Đúng, nó ước mơ vậy là đúng. Mỗi lần muốn ghen là ông kia chứ. Rồi bây giờ tôi ghen vậy được chưa? Trời chống nạnh, tôi ghen vậy được chưa? Bây giờ chịu khó coi một số những cái phim ảnh đồ này kia nọ nghe. Xong lâu lâu cũng phải giả bộ diễn xuất chút xíu. Ghen chút xíu đi cho bà vui. Giờ gì đi, nói nghe nè. Nhân hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son đó. Giờ Kiên đó. Kiên có muốn nói gì với vợ hay không? Nói chung là đứng lên nói luôn cũng được. Qua 9 năm cưới vợ thì thấy hai vợ chồng mình rất có duyên. Và nói chung là vẫn hợp nhau dần dần. Thì nói chung là giờ tình yêu của ba là hồi xưa là 30%, giờ là lên đến 100% rồi. Hay quá, câu đó là câu chốt hay quá. Nó còn hơn lãng mạn luôn đó. Nhưng mà nói một câu đi, nãy giờ là thấy em liếc liếc anh Thuận không là anh không đồng ý nha. Nói chung là giờ sau này bớt ghen đi. Nói chung là ba sẽ là chăm lo cho cả nhà và cả mẹ con suốt đời. Vậy nói thêm câu nữa đi. Không có được liếc ai nha. Ngoài đàn ông chỉ có nhìn anh thôi, không có được nhìn ông nào. Không được liếc ai nha. Đó chị Hồng Vân chỉ á. Ghen rồi đó nha. Mai mốt là tư đi tư. Không có liếc Quốc Thuận nha. Đúng rồi, không được liếc anh Quốc Thuận. Còn vậy đi cho có gia vị. Giả bộ vậy là giả bộ nghe. Tưởng như nói chưa giả bộ, ta ghen thiệt. Mình ghen thiệt mà giống giả bộ. Rồi bây giờ vô bốc quà. Bốc quà đi. Dạ.